đơn giản chỉ là tám máy, đứng gần coi chừng mất váy, ngồi chung là phải thắt dây, không ambulance lại phải nhấp nháy, nhạc to cửa suicide. Ok, xin chào các bạn. Thì hôm nay là ngày thứ 6 của cuộc hành trình. Và bây giờ là 10:36 tại Quy Nhơn. Thì mình được biết là đoàn sẽ di chuyển từ Quy Nhơn ra Hội An, Quảng Nam vào lúc 11:15. Và sau đó tối tối thì chắc là sẽ có rap show tràn hối Đà Nẵng. Nói chung là thời tiết Quy Nhơn rất là nắng. Ok, đây là những chiếc Range Rover. Thì hôm nay là mình không biết là mình sẽ đi Range Rover hay đi xe của Media. Nói thật là mình rất là muốn đi xe của bên Media, tại vì mình có thể chụp hình cũng như quay clip cho các bạn xem. Chứ ngồi mấy con Range Rover thì sướng nhưng mà cũng buồn ngủ lắm. Xin chào các bạn, hiện tại thì mình đang ở Kim Thành thuộc huyện Hà Nhơn, tỉnh Bình Định. Thì hiện tại đoàn xe đang chuẩn bị đến đổ xăng cũng như là đi vệ sinh. Nói chung là mình đang đứng ở đây đợi với cái nắng gọi là gay gắt, đợi đoàn xe xuất hiện. Thì bây giờ là 13:45, cũng một cái thời tiết khá là dài. Thì dự đoán là đoàn xe sẽ tới địa phận thành phố Hội An trong vòng khoảng tầm chắc là 4-5 tiếng nữa. Ok, như là mình thấy một sự xuất hiện của một anh mô tô dẫn đoàn. Đổ cho em lúc nữa. Lúc đó là nó đổ.
phải đi thẳng lên kia đúng không? Vâng thưa các bạn, bây giờ nhiệt độ ở huyện Hoài Nhơn, Bình Định là 29 độ C. Trời ơi, rất là nóng. Mà nói chung là cũng nóng không kém là cái dàn sự xuất hiện của một dàn siêu xe. Mình đã thấy 29 độ rất nóng thế này rồi, mà bên Bắc mà bắt nghe nói còn là 34 mấy độ. Không biết là sống làm sao luôn đi. Thì hiện tại đang dừng lại để đi vệ sinh với đổ xăng. Nóng quá là nóng. Kiếp. Sau một hồi ngồi xem media mệt mỏi thì mình đã quyết định là lại lèo trèo lên Range Rover. Vì mệt quá. Xong nó ra ngồi, nó làm gì? Sốc á, ra từ từ. Vâng xin chào bạn, hiện tại đây đang dừng ăn trưa tại Sa Huỳnh Quảng Ngãi. Thời tiết bên ngoài là rất là nóng, muốn cháy da chứ thịt. Xuân chị ơi, trời ơi buồn lắm, phải buồn chị quên tên. Thôi được rồi. Ủa em có chụp hết tất cả luôn đúng không? Dạ có, em đang đợi xếp xe xong chụp này chị. Không có gì cuối chương trình đâu chị, tại vì chị cần chụp nghiệm thu mấy cái xe này nó đậu mà có mấy cái phướng măng rô nữa, tất cả địa điểm mình dừng luôn á. Dạ rồi, ok 800 ngàn bán ra cho tỉnh coi, trời đang nóng. Trời ơi anh, chị cứ đại ca chi cho chị gì đâu. Bán ra cho tỉnh coi, đại ca chắc chơi. Ok, sau nửa tiếng ăn trưa thì tiếp tục đi tiếp. Vâng xin chào các bạn, hiện tại đang dừng chân tại một cây xăng ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Đây, dàn siêu xe rất là đỉnh cao. Thì hiện tại còn 60 cây nữa sẽ tới là đến địa phận Hội An, Quảng Nam. Chà. Để máy dây cày tính nhìn anh nói nhanh không? Cản nguyên cũ. Yeah.
đơn giản chỉ là tám máy. Đứng gần coi chừng mất váy. Ngồi chung là phải thắt dây. Không ambulance lại phải nhấp nháy. Nhạc to cửa suicide. All black và logo Gia Lai. Players, OG. Monitor like Kobe. Dép lao là của Gucci. Gói nằm là Versace. Bên ngoài là